Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Trong chủ đề của video hôm nay thì mình sẽ review nhanh một số những chai nước hoa có thể là đã ra mắt một thời gian rồi, hoặc là những chai mới ra khoảng 4-5 chai đấy. Thì mình sẽ review nhanh vì là cũng khá là lâu rồi mình không làm review về chai này chai kia. Bởi vì thực ra bây giờ mình nghĩ là có rất là nhiều kênh làm về nước hoa Việt Nam rồi, thì mình thấy rằng là cũng không quan trọng lắm, kể cả mình có làm hay không làm không quan trọng lắm, bởi vì anh em có rất nhiều những kênh, nhiều nguồn thông tin để chúng ta có thể tham khảo. Thì cái việc mà mình bảo là chai này ngon hoặc là chai này không ngon thì nó cũng không quá quan trọng đó, bởi vì anh em bây giờ nó không còn phải là như ngày xưa chỉ có một vài kênh, bây giờ nó rất là khác. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ lâu lâu mình sẽ review lại cho các anh em, chứ còn thì cũng không quá cần thiết đó. Thì chủ đề của video của ngày hôm nay mình sẽ làm review nhanh một số chai nước hoa mới đã ra mắt, mới ra mắt, thì mình sẽ review nhanh cho các anh em để mà chúng ta có thể tham khảo đó. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình let's go. Ok các anh em, chai nước hoa đầu tiên đó là một sản phẩm mới được ra mắt của nhà Yves Saint Laurent, và nó có tên, mình nghĩ rằng nó là viết tắt của từ myself, bởi vì ở đây nó có là MYSLF, thì mình nghĩ rằng nó là viết tắt của từ myself. Cách cảm nhận của mình về sản phẩm này là như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ nhanh với các anh em. Điều đầu tiên, đây là một mùi hương có vẻ như là không còn gọi là yếu sinh lý. Nhà Yves Saint Laurent này chúng ta luôn luôn gọi vui đó là nhà yếu sinh lý, bởi vì những cái vấn đề rất là lớn tồn tại, vì gần như các sản phẩm của họ đều có vấn đề về hiệu năng mùi. Thì ở chai nước hoa này có vẻ như nó đã được khắc phục, bởi vì trên da của mình khá là bất ngờ về cái hiệu năng mùi của nó. Mình xịt tầm khoảng từ chiều và thậm chí cho đến tối sau khi mà mình đã rửa tay chân, thì mình vẫn có cảm nhận thấy cái mùi hương của nó. Thì trước khi chúng ta nói về cái mùi này nó như thế nào, thì một cái điểm cộng khá là ok đó là cái hiệu năng mùi của chai nước hoa này đó. Điều thứ hai, mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào, thì thực sự nó không phải là mới. Mình tin chắc rằng khi mà chúng ta ngửi mùi hương này, anh em sẽ cảm thấy nó có một cái gì đấy rất là quen thuộc, và mình không phải là ngoại lệ. Mình vừa mới xịt ra, mình cảm thấy nó giống một cái mùi hương nào đấy mình đã từng được ngửi. Vì chai nước hoa này theo như mình xem nốt thì nó có sử dụng nốt mình không biết có phải là long xin hương hay không, ambrosic hay là một cái gì đấy. Thì nói chung nó là một cái tông mùi rất đỗi là quen thuộc đối với các anh em chúng ta. Có thể nếu mà anh em nào mà hay đi thẩm mùi ấy, thì mình nghĩ rằng đây là chai nước hoa mà chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là quen thuộc đó. Thì đây không phải là một mùi hương quá là mới mẻ khi mà nó có sử dụng nốt hoa cam và một chút mình tạm gọi nó nốt long diên hương. Thì đây không phải là một mùi hương quá là mới mẻ, nó rất là quen thuộc, nhưng nó cũng khá là thú vị nếu như để mà xài vào thu đông này đó. Không phải là xuất sắc nhưng cũng không phải là tệ đó, đủ để có thể xài thu đông. Mình không biết là giá chai nước hoa là như thế nào, nhưng nói chung là mùi hương không phải là quá tệ, không phải là xuất sắc nhưng không phải là quá tệ, và nó có hơi thiên hướng một chút unisex. Cá nhân mình thấy là hơi một chút unisex. Thì anh em nào nói chung mà nếu mà muốn, chúng ta có thể thử mùi hương chai nước hoa này, không phải là mới mẻ nhưng không phải là quá tệ đó. Yves Saint Laurent MYSLF đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Montblanc, và nó có tên là Explorer Platinum. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo trong cái line Montblanc Explorer. Thì chúng ta được biết là nhà nước hoa này đầu tiên là ra mắt Montblanc Explorer, sau đó là Ultra Blue, và bây giờ là họ ra Explorer Platinum. Thì ở chai nước hoa này nó có thay đổi gần như là toàn bộ mùi hương, nó không còn là nốt mùi đầu quen thuộc nữa. Giống như là Montblanc Explorer thì chúng ta được biết là tông mùi kiểu dạng Creed Aventus, đến Ultra Blue thì nó theo cái thiên hướng tông màu, tông mùi blue. Còn là chai nước hoa này thì nó theo tông gỗ đó. Và mà ở đây đó là chai Le Labo Santa Barbara, một phiên bản nhẹ hơn của tông mùi của Santa Barbara đó. Thì anh em nào mà thích cái tông mùi như thế mà nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo chai nước hoa này. Đây không phải là một mùi hương
nó không phải là tệ, thế nhưng mà nó cũng nói thế nào nhỉ, ổn áp đó, không phải là xuất sắc, cũng không phải là tệ, ổn áp. Và một cái option, đây cũng là một trong những option gọi là giá, mức giá vừa phải và chúng ta có thể sở hữu được một chai mùn gỗ đa dụng, dễ dàng, linh hoạt, sử dụng trong mọi dịp, thì đây Mont Blanc Explorer Platinum anh em có thể tham khảo đó. Chai nước hoa thứ ba đó là Dom Rosa, mùi hương champagne. Đây là một chai nước hoa mà mình suy nghĩ rất là nhiều rằng là thực sự là nó dở hay là nó không dở. Bởi vì mỗi chúng ta sẽ có một cái quan điểm đánh giá khác nhau. Với mình thì khi mà mình sở hữu một cái mùi hương nó giá phải 3-4 triệu thì mình có một cái đòi hỏi khắt khe rất là lớn đó. Mình không thích những kiểu mùi tàm tạ hoặc là dễ ngửi mà chúng ta phải bỏ ra cái số tiền như thế thì mình không thích, cho rằng là có vấn đề. Thì chai Dom Rosa này mình nghĩ rằng quan điểm của mình là một trong những chai nước hoa như thế. Mình không thích cái nốt hương rượu ở chai nước hoa này, đối với mình cảm nhận thì nó khá là hóa học đó, nó khá là hóa học và nó làm cho mình cảm thấy hơi khó chịu khi mà ngửi. Mặc dù vậy đây là một mùi hương khá là nhẹ nhàng khi nó một cái tông mùi rượu champagne đó, nhẹ nhàng, dễ dùng và nói chung là dễ ngửi, hơi thiếu cá tính. Chai nước hoa này gần như là để mà một cái gì đấy cá tính thì là không có, chỉ gọi là dễ ngửi và dễ dùng. Tuy nhiên như mình đã nói, cái tiêu chí của mình khi mà đặt ra để sở hữu những cái sản phẩm tầm 2-3 triệu hoặc là hơn 3-4 triệu ấy, thì mình luôn luôn đòi hỏi rất là cao, thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa gọi là không xứng đáng với giá tiền. Quan điểm của mình là như thế. Đây rất là nhiều những chai mùi rượu mà có cá tính độc đáo rất là nhiều. Ví dụ như anh em mà đã nếu mà có dịp thì gửi chai Ungaro Pour Homme ấy, họ sử dụng nốt vodka, tiêu và hồng. Chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy đúng là cái vị vodka mà ướp ở trong đá, ngửi lên nó đúng là như thế. Nó rất là nói chung là rất khác biệt. Nhưng mà còn ở chai nước hoa này thì mình cảm thấy là nó không ấn tượng. Thì vậy với Dom Rosa mình cho rằng đó là quá giá tiền, quá giá tiền. Anh em nên cân nhắc trước khi mua, ok. Và chai nước hoa cuối cùng thì mình đã được ngửi nhưng mình không có ở đây, đó là Jean Paul Gaultier Le Mai Elixir. Để nói về mùi hương này như thế nào thì mình chỉ gói gọn trong một từ, đó là ngọt, ngọt và ngọt. Nó sẽ vẫn là một cái trục dọc xuyên suốt một số sản phẩm gần đây, ví dụ như Le Mai Le Parfum đó, thì chúng ta sẽ thấy vẫn là cái kiểu dạng style như thế. Mình thực sự là mình vẫn ở một cái video trước mình đã nói rồi, mình thực sự là bây giờ mình không đánh giá quá cao nhà nước hoa này, họ đã bị mất cái chất làm mùi rất là nhiều. Tuy vậy thì nếu như anh em nào tuổi teen ấy mà chúng ta thích những cái mùi ngọt và nó giống như kiểu nó ào ào thì Le Mai Elixir là một, cũng có thể là một những cái option các anh em có thể tham khảo. Còn lại thì thực sự là chúng ta cũng nên cân nhắc nếu như quyết định mua chai nước hoa này đấy. Thì chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói ở đây đó là sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với anh em review nhanh một số chai nước hoa mà mình mới có ở đây. Nếu như anh em nào có ý định thì chúng ta có thể tham khảo đó. Hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.